Em chỉnh phần đấy cho bạn này. À, vâng ạ. Đây, bây giờ mình sẽ xem cái tiến trình này chạy như nào để Hương giải thích cho các bạn. Cái này mà mang đi mà gặp đối tác bạn bè sâu ra chắc nó sốc luôn. Đầu tiên thì ở đây em sẽ có một cái bảng Google Sheet có sẵn này, thì em sẽ có các cột như là cột chủ đề này, cột nội dung này, hình ảnh này, file audio này, file nhạc nền này, và đây là một link video nó trả về. Link video trả về này nó giữ trong bao lâu đấy? Nó giữ trong khoảng 5 ngày thôi ạ. 5 ngày. Mọi người chú ý là download về đó nhé. Thì ở đây thì em sẽ nhập cần một cái chủ đề duy nhất này, nhập vào, và ở file music thì là cũng phải nhập. Đây là hai trường bắt buộc để tạo video rồi. Thì ở đây đầu tiên em vẫn sử dụng là cái Google Sheet này, One New Row này, kiểm tra xem có dòng mới hay không. Nếu như có dòng mới thì nó sẽ OpenAI sẽ tạo nội dung. Đây ở trong này có một cái prompt đấy ạ. Người dùng lại cái này chỉnh sửa lại SEO video của mình nhá. Cái này nó để 140 từ để video nó dài không quá 1 phút ạ. Vâng ạ. Đấy nhá. Vì đang sử dụng cái JSON miễn phí. Nếu dùng cái mất phí thì nó sẽ được tạo được video trên 1 phút. Sau khi tạo nội dung thì xong thì nó tiếp tục nó tạo một cái prompt hình ảnh. Đây là prompt tạo hình ảnh ạ. Sau đó thì sẽ bắt đầu tạo ra các hình ảnh. Thì các thao tác thì nó cũng tương tự như ngày hôm qua cho. Đây kích thước ảnh, ảnh tạo ra đều là ảnh dọc dọc cho video dọc đấy ạ. Kích thước là 1024 là 1792. Hai cái ảnh còn lại cũng tương tự như vậy ạ. Sau khi tạo ảnh xong thì sẽ sử dụng OpenAI cái Generate Audio để tạo file audio ạ. Ở đây chúng ta có thể chọn được cái model của OpenAI là TTS1. Có thể chọn được giọng. Đây ở đây có sẵn 6 giọng đây ạ. Giọng Onyx này là cái giọng vừa nãy chúng ta đã nghe thử Giọng nữ là Nova đúng rồi ạ. Giọng nữ hình như là Simmer hay sao không? Simmer, có một giọng nữ là Simmer mọi người nhé. Chú ý là mình làm video giọng nữ thì chọn hàng cuối cùng nhé. ạ. File xuất ra sẽ là file MP3. Mấy cái dưới này thì chúng ta chắc sẽ không cần động đến. Chúng ta chỉ cần chọn giọng được rồi. Và truyền vào ở đây có phần input là truyền vào sẽ truyền vào cái nội dung mà con OpenAI đã tạo ra. Đây, phần nội dung sẽ là ở cái bước bước này đấy. Chúng ta truyền nội dung từ cái bước nội dung này vào. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy cái file audio này lên trên Google Drive để lưu trữ và lấy link xe đấy để sử dụng cái file audio này cho bước sau. Tiếp theo thì sẽ là sử dụng Google Driver để get xe link để chúng ta có thể lấy được cái link chia sẻ của cái file audio đó. Module tiếp theo thì sẽ là JSON to video. Cái này nó sẽ ghép có tác dụng là ghép ba cái ảnh ở bên trên này, nó ghép ba cái ảnh này thành một video video ngắn. Video này sẽ chỉ là ghép ảnh thôi, ghép thành dạng slideshow á, không có nhạc nền, nó chỉ là slideshow ảnh thôi ạ. Đây, chúng ta có thể sử dụng kích thước mặc định của nó hoặc là cắt tầm size. Ở đây em cắt tầm size vì kích thước ảnh của em ở bên trên đang trả về là 1024 1792 nên em sẽ tạo một cái video cắt tầm bằng kích thước ảnh. Bên dưới thì phần slide này,
Phần slide này sẽ có các item. Ở đây em đang sử dụng là hình ảnh, ba cái hình ảnh thì ở đây em sẽ truyền vào URL của ba cái ảnh nó tạo ra. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta sử dụng video thì ở đây chúng ta sẽ chọn là dạng video. Đó. Tương tự slide có ba ảnh thì chúng ta sẽ chọn tạo ra ba cái item. Ở trong ba item này thì có một là chọn định dạng ảnh này, truyền vào URL của ảnh này. Phía bên dưới này có zoom. Thì zoom này là hiệu ứng của hình ảnh đấy ạ. Có zoom out, zoom in và không zoom. Duration này là thời lượng nó chuyển ảnh đấy ạ. Ví dụ một cái ảnh nó sẽ zoom in lên khoảng 5 giây thì nó sẽ chuyển sang ảnh khác. Tiếp theo cái modulation to video thứ hai thì nó sẽ là thời gian nó render. Còn tại cái này nó sẽ render cái này, ở bên cái JSON đầu tiên này thì nó sẽ là truyền vào, còn cái JSON thứ hai này là chờ nó render ra video để nó trả về kết quả. Sau khi nó trả về kết quả, nó sẽ cho chúng ta một cái link URL của video, chỉ là dạng ảnh, video ảnh không có nhạc gì cả, và nó rơi vào khoảng 15 giây vì chúng ta có ba ảnh ghép lại thành một video ngắn 15 giây. Em mở cái JSON lên cho mọi người xem là trên đấy làm gì đi. Mọi người để mọi người biết được là trên JSON to video ấy nó làm cái gì ấy. Đấy, thì trên này chính là mình cài đặt tùy biến được việc render video ra theo phong cách của mình như nào. Đây này. Do video editing API này, tức là công cụ API kết nối để edit video tự động luôn. Đấy, để tạo được cái template movie template này thì chúng ta sẽ vào phần movie này. Tức là đây mình sẽ tạo ra một cái mẫu và mình sẽ kết nối cái mẫu đấy trực tiếp với cái thằng Mac để video làm theo cái mẫu đấy. Chọn cái mẫu bất kỳ xem nào. Nhìn lại nhá đi. Tức là mình sẽ tạo ra ở trên này những cái mẫu có sẵn để khi nào mà nó nhảy vào thì nó cứ thế nó ren theo thôi. Phong cách này. Đây, ở đây thì trong template này thì em sẽ có một cái gọi là video nền này và một cái subtitle. Subtitle này sẽ là chữ chạy trên video đấy ạ. Và tiếp theo sẽ một file audio này sẽ là file giọng nói và một file audio nữa thì sẽ là file nhạc nền. Đây là chỉ là các mẫu template để chúng ta có thể xem trước thôi, còn sau khi dùng trong Make thì chúng ta sẽ cần cái đoạn code của cái template này và chúng ta truyền các thông tin mà chúng ở các bước trước chúng ta đã tạo để có thể truyền ra và để tạo ra các video. Ở trong này thì phần video này thì chúng ta có thể tùy chỉnh một số cái như là cái duration này và một cái số cái là timeline, các thông số của nó đấy. Tiếp theo phần subtitle này thì ở đây chúng ta có thể chọn được cái phong cách của phụ đề, cái phông chữ của phụ đề, phong cách phụ đề nhé. Box work này, ví dụ cái box work này thì sẽ là cái chữ nó sẽ có để trong cái hộp màu đen và chữ ở đây sẽ là mặc định sẽ là màu trắng. Em bấm vào xem có mẫu người nhìn thấy luôn. Ý là mẫu của style có những mẫu gì ấy. Ở đây. Em bấm sổ xuống. Ở đâu không có nhìn thấy mẫu không, à? Nó không nhìn thấy vì bây giờ mình phải chọn nó cho nó chạy thử. À. Thế nên là nó phải thông qua công cụ render video thứ ba. Bình thường là chúng ta dùng CapCut render video đúng không? Hay là dùng một cái vài công cụ để render video trong máy tính. Thì bây giờ toàn bộ cái việc render nó sẽ nằm ở trên thằng JSON này render theo cái mẫu của nó. Đấy. Màn hình của em bị cắt không thấy được. Không thấy được cái nút play ở bên dưới. Khám phá sức mạnh bên trong chỉ quan trọng giúp bạn kết nối với bản thân sâu sắc hơn. Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta thường quên rằng
Đấy, box box wood thì nó sẽ là trong cái text, nó sẽ nằm trong cái hộp màu, cái dòng màu đen đấy ạ. Đấy. Chúng ta có thể chọn cái khác, ví dụ là box line này. Đấy, nó sẽ khác đi ạ. Quá trình này không chỉ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống. Đây, ở bước tiếp theo trong quy trình của Make thì sẽ là một cái HTTP. Cái HTTP này nó sẽ là truyền API của cái JSON này vào ạ, để nó tạo ra video cho chúng ta đây ạ. Đây, ở đây truyền vào, đang truyền vào API key đấy ạ. Phía bên dưới thì sẽ một đoạn code. Đoạn code này đây, khi chúng ta đã tạo xong được cái mẫu này rồi thì chúng ta sẽ quay ra ngoài này. Ở cái bước movie template này nó sẽ có một hình con mắt này. Đây, hình con mắt này đấy ạ. Chúng ta bấm vào. Đó, chúng ta có thể copy cái mã này và chúng ta truyền vào trong đoạn request content này. Như mọi người thấy ở đây, cái ID đấy. Ví dụ như chỗ này đây ạ. Phần RC của video này em đang truyền vào là video nền. Video nền nền này thì sẽ được tạo cái JSON bước trước này ạ. Chúng ta sẽ truyền vào cái bước video nền 15 giây đấy ạ. Vào đây. Tiếp theo, ở cái subtitle thì chúng ta mấy cái này thì chúng ta để nguyên, không cần truyền. Chúng ta chỉ cần cài đặt trước ở trong JSON và chúng để nó đẹp là được ạ. Tiếp theo, bên dưới là cái file audio. Audio này sẽ là file giọng đọc đấy ạ. Đây, ở đây thì em đang truyền vào cái phần RC này, đang truyền vào cái web content link là lấy từ cái Google Drive Getter Share này đó. Bên dưới nữa thì sẽ là file nhạc nền. Nhạc nền này thì sẽ truyền từ trong Google Drive. Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin truyền vào rồi thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo. Ở đây nó sẽ là một bước là cái tool này nó sẽ cho nó chờ để nó tạo ra video trong vòng 100 giây, vì video tầm 1 phút thì dưới 1 phút đấy thì chờ khoảng 100 giây là được. Nếu như video trên 1 phút thì nên tăng nó cao hơn đấy. Tiếp theo ở bước này thì nó sẽ vẫn là sử dụng gọi ra cái API key của JSON to video. Ở cái bước này thì nó sẽ tạo ra cái nó sẽ gọi ra cái ID project của cái bên trên này đấy, của cái HTTP bên trên. Sau khi nó có gọi được ra ID rồi thì nó sẽ truyền để nó lấy ra được một cái đường dẫn link. Đường dẫn link video, và nó truyền vào trong update lại vào trong Google Sheet. Trong Google Sheet này thì chúng ta sẽ cập nhật hết các cái thông tin mà chúng ta đã tạo các bước trước vào đây để lưu trữ. Đây, phần nội dung này từ OpenAI này, hình ảnh cũng từ OpenAI này. Đấy, 3 hình ảnh. Phía bên dưới là lưu trữ link của file audio. Phần music thì không cần điền này. Đây, và chuyển ra link video finish. Cái bước này thật ra chúng ta không cần lưu cũng được nếu như chúng ta không muốn. Sau đó thì chúng ta có một cái router để nó chia ra dãy nhánh ra, một cái là đăng Facebook. Đây, Facebook thì chúng ta cũng connect đến tài khoản Facebook và chọn page ạ. Chọn định dạng này, download một video từ URL này thì chúng ta sẽ truyền vào URL mà ở cái HTTP cuối cùng này nó truyền ra, nó ở cái HTTP cuối cùng này nó sẽ get ra được cái link data URL này ạ. Phía bên dưới là description này, thì chúng ta sẽ truyền vào cái content của OpenAI đã tạo.
Tiếp theo ở phần Instagram thì Instagram này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là một cái tài khoản Instagram Business thì mới có thể chọn được định dạng bếp thế này để đăng. Còn nếu như tài khoản mà chưa chuyển sang định dạng Business thì nó sẽ không có bếp này, sẽ bị trắng, không có gì để chọn cả. Và ở đây chúng ta cũng truyền vào cái link của video. Phần caption thì vẫn đang truyền vào nội dung ạ. Phía bên dưới nữa thì sẽ là đăng lên YouTube. Thì ở đây em sẽ có thêm hai cái OpenAI để tạo một cái này tạo tiêu đề cho YouTube. Sau khi tạo tiêu đề thì sẽ là tạo một cái mô tả. Sau khi đã có đầy đủ thông tin được tiêu đề cho mô tả rồi thì bây giờ em sẽ sử dụng một cái HTTP nữa để chúng ta gọi ra được cái file từ cái link URL này, từ cái link URL từ của video đấy ở cái bước này. Vì nó không đăng đẩy trực tiếp từ link lên được nên em sẽ sử dụng cái này để nó em chuyển nó thành một file, sau đó là up lên trên YouTube. YouTube thì chúng ta sẽ có cái tiêu đề này, tiêu đề thì sẽ truyền vào nội dung từ cái OpenAI tạo ra. Phần file thì sẽ sử dụng cái HTTP getter file ở cái bước ngay bước trước đó. Phía bên dưới thì chúng ta chọn video thuộc dạng danh mục nào này, định dạng này, public hay là private hay là. Phía bên dưới thì sẽ là mô tả. Recording date này thì chúng ta sẽ lấy thời gian thực là hiện tại. Tiếp theo ở cái module cuối này thì sẽ là đăng lên TikTok. Thì cái đăng TikTok này sẽ là nó khá là phức tạp nên ở đây đang sử dụng khá là nhiều cái em giới thiệu luôn trang web đấy. Vâng. Cái API key để tạo để đăng lên TikTok. Thì ở đây thì em đang sử dụng một cái nền tảng thứ ba gọi là Ace. TikTok này nó không mở API ấy để mình đăng ấy, đúng ra là phải thông qua cái thằng này. Giá rõ đắt. Thằng này thì giá thì nó hơi chát hiện tại. Ban đầu thì nó hồi mấy tháng trước thì nó là chỉ 9 đô, bây giờ nó tăng lên 149 đô. Có khi cốt bố thằng này luôn, bán rẻ anh em Việt Nam. Giảm có gì đâu, thế mà để đắt nhỉ? Nó đăng được tất cả mọi kênh, Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Telegram, Reddit, Google Business, Pinterest, TikTok, YouTube. Đấy. Nhưng mà chỉ được 1.000 post một tháng. Thì là 149 đô. Thì là riêng việc đăng bài thôi là chúng ta mất khoảng 0,149 đồng. Đúng không? Nhân cho 25.000. Đăng bài dùng thằng này mất 3.700 video rồi. Đăng không đấy. Phí đăng 3.700. Thì bằng cơm đi chứ. 10 cái mất 40.000. Đấy, trong này thì em chỉ sử dụng đến cái chức năng đăng TikTok thôi nên em chỉ bật một cái TikTok. Nếu hơn đăng các nền tảng khác thì chúng ta phải bật nó lên. Có khi mình làm code rồi trong cái này. Ngày bao nhiêu tháng chỉ gặp mà 60.000 tháng không nhiều lắm. Cũng hay. Em sẽ giới thiệu sơ qua về nội dung bên trong của mấy cái HTTP của cái đăng TikTok này. Thì hầu như cũng chỉ là truyền data và gọi ra API key được. Ở cái này thì số là nó sẽ chuyển thành một dạng file này, chuyển video thành file này. Và đây này, nó sẽ gọi ra sử dụng API key. Nói chung là mấy cái này toàn cài đặt thôi. Cái bước này nó sẽ là truyền các hết các dữ liệu
từ con mic nó sẽ truyền sang con AC để nó đăng, con AC này nó sẽ đăng lên trên TikTok của chúng ta. Do là thằng mic này nó không có tính năng kết nối đăng trực tiếp TikTok ấy. Bạn có thể thử search, nó không có phần này. Em thử tạo một cái TikTok ở đây xem nó ra những cái gì của TikTok. TikTok thì tạo bừa bên ngoài đi, ngay bên cạnh đi. Đúng, TikTok nó có gì. Đây rồi. Đây. TikTok thì nó có mấy cái này thôi mọi người ạ. Nó TikTok lead form này, report này, audience này, conversion và campaign. Chứ nó không có tính năng up bài TikTok. Đấy, nó không mở cho mình cơ. Để mất buộc phải thông qua thằng AC đấy. Đó, ok, thế thôi mọi người hiểu. Ừ, về cái phần video này thì đến đấy nó hết rồi anh ạ. Rồi, mọi người đang hỏi gì không ạ? Thì đây là tiến trình mà giải thích bạn việc là chạy một cái automation làm video. Thì nó như vậy. Thế là phức tạp đấy. Về em tí em xuất file cho mọi người đi. Xuất cả Google Sheet và cái Jason của cái này. Mọi người về dùng thôi. Mọi người có thể chỉnh sửa thêm ảnh nhá. Có 3 cái này. Xong. Cả video ok. Ví dụ như mình có nhiều sản phẩm, có nhiều cái video mình quay tự quay được đấy, thì mình up lên cái này để cho nó chạy, nó tự đăng được. Được mà.